Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube UVA Mở Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh UVA Mường Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
trên sân khấu còn lại gia đình, đó chính là chủ nhân của tấm thiệp hồng, và khiến tất cả chúng ta cùng nhau trở về đây đúng không toàn thể quý vị. Và đúng thật, nhà nước cấm pháo thì mất hay, nhưng ta lại có những chàng pháo tay nhiệt tình đúng không ạ, vừa vui vừa khỏe lại vừa xinh. Vậy thì cái lều tay ta gố thì sẽ rung linh cả môn trường đúng không ạ. Chính vì vậy khi có được yêu cầu từ ban tổ chức, chúng ta hãy gố tay thật to và thật đều được không ạ. Và giây phút này đây cùng nhau nổ một tràng gố tay thật lớn được quý vị ơi. Dạ vâng, rất là tuyệt vời. Như vậy là nhân vật quan trọng nhất trong buổi trưa ngày hôm nay thì cũng đã xuất hiện trên sân khấu của lại gia đình rồi. Một lần nữa cho ban tổ chức xin được nồng nhiệt chào mừng, chào đón toàn thể quý vị quan khách, các cụ, các ông, các bà, tất cả mọi người chúng ta đã cùng nhau trở về đây tại bản Pá Phe, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để tham dự đại tiệc mừng tân gia của gia chủ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, một ngôi nhà mới thì dành cho một tổ ấm hạnh phúc. Giấu sớm hay muộn thì vẫn là kỳ vọng của ước mơ của những đôi vợ chồng sau những năm tháng kết hôn. Kỳ vọng của ước mơ đó đã trở thành hiện thực khi vợ chồng cô chú ông bà đã xây dựng được một cho mình ngôi nhà khang trang sạch đẹp cũng không toàn thể quý vị. Mà người xưa có câu nói rằng tàu trâu hỏi vợ làm nhà, trong ba việc đó việc nào cũng to. Tàu trâu nó được ví như chúng ta đã tìm được một công việc ổn định để nuôi sống bản thân. Hỏi vợ là giây phút đăng quang khi được cầm tay người mình yêu đi hết cuộc đời. Làm nhà một ngôi nhà là để có một ngôi nhà che nắng che mưa. Và ngày hôm nay ông bà anh chị đã chọn được ngày lành tháng tốt, đó là thứ tư ngày mùng 5 tháng 4 năm 2023, tức ngày mùng 5 tháng 2 năm Quý Mão, được sự thống nhất của chính quyền địa phương, đồng tình của đại gia đình, nhất trí cao của chủ nhân tấm thiệp hồng trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa ban tổ chức không để quý vị phải chờ đợi thêm giây phút nào nữa, lại để mừng tân gia Văn Xuyến thì con xin phép được bắt đầu nổ chào tay thật lớn quý vị ơi. Dạ vâng, rất là tuyệt vời những màn pháo hoa đến từ nhà sạp đúng không toàn thể quý vị, và những chàng pháo tay của toàn thể quý vị cũng đã nổ lên. Và để nói một điều rằng chính thức khai mạc một ngôi nhà mới cũng như là ăn khai mạc một ngôi nhà mới của anh chị. Và vâng, thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay anh chị Bảo Hợp cũng rất là vinh dự được thay mặt cho lại gia đình nhớ lời gia chủ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị khách quý. Và để không để lãng quên những dân tộc Thái của chúng ta thì MC Ngọc Hơn cũng xin phát biểu đôi lời bằng tiếng Thái để gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị đúng không toàn thể quý vị. Chuyên ơn tên này bò mẹ phì nồng ải em thay cái sáng tế hoa tế sư sắp bó sợ ải em có ảo lúa ải phú em già người trắng tặng đầy đàm hơn khăn tràn nư mà nì mà ớ người trắng hà đầy người vì bên chăn trắng kiếm má hà đầy đầu mùi phú má phú hóa phú chuồng trắng mắt tổ chức sòng sàng ban tàu chôn hôn hơn mà ớ chớ mà ớ trắng lại sò báo mới của phiền phú phiền già phiền tà phiền nai phiền chính khuyên xá bàn đầy mươi năm đóng thành liền phù nhiên trần phép thuồng bó tai phù trai trần phép thuồng bó tông làm mà chân phi nồng hải em và cái trắng hạt banh thấy năm mưa sửa kỳ vì hùa kiền khí xe máy tấy tam luồng ở cần mắt tùm mát tôm có bo đủ sòn đàn đàn cầu có đi quan sầm từ xưa quan ba lại ải tấu sò chút nho ở ải nồng bò mè phi nồng tinh cá và cả hảo cằn màn dưng bún tem sèn cừn vì đã mua sầu sờ ba số rằm quan cà cà định phải nà thì dễ kín tề cũng có mồm phiền đài cũng có xài phiền phần cũng có măng cà phê phiền vuông phải ca đầy ngân án tài quán đầy ngân kiều tiêu tam bàn đài chủ nơ xuống mải xuống em nơ. Sớm thưa toàn thể quý vị, vừa rồi ban tổ chức cũng thay mặt cho bạn gia đình gửi tới toàn thể quý vị mà ngày hôm nay toàn thể quý vị đã nhận được tấm thiệp hồng xinh xắn của đại gia đình cũng như lời mời của gia chủ đã không quản ngại đường xá xa xôi có chút thời gian ngọc vàng của mình và đến dự chung vui cùng gia đình. Sự hiện diện đông đủ đầy yêu thương của toàn quý vị là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của gia chủ chúng tôi trong ngày vui hôm nay. Và ngay sau đây toàn thể quý vị đã cùng nhau trở về đây, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng nhau rót ly rượu và cùng nhau nâng ly rượu lên để chúc mừng cho lại gia đình cũng như đại gia chủ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay được không?
chén rượu đồng của đại gia đình thì cũng không có gì hơn để cảm ơn mong toàn thể quý vị. Và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị hãy cùng nhau giơ chén rượu lên để chúc mừng cho đại tân gia lại phát chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị ơi, giơ cao lên nào, cao lên thế nào, giơ xin mời toàn thể quý vị giơ cao lên nào, giơ cao lên. Ban tổ chức sẽ bắt nhịp 1 2 3 xô, 1 2 3 uống và 1 2 3 chúc mừng tân gia lại phát được không quý vị? Quý vị hãy cá bàn bấu bay chạy quàn ấm chè từ miền nước bấu khè rằng bốc sao qua tùm bàn họ buồn ngủ trưa bên tem phú đuồng phở phở cổ bên sân bà cổ chuồng cổ háo tầng sữa tà đùa phố đấy nữa bên hùng bay là hòn là tính cá phùa mía cứ bà phả đường phùng đi lại chừa son chắc bàn giờ năng được quàng văn ô mà bà đòi bà nhớ lại trốn bà phở mỹ địa phùng kiếm phải quán xìa đúng mưa hồng hầu lá nhạc ùn ông nghe ta xót bình băng có chắc ở quán ở có cục ườn kém nai cứng thu luồng sàm sầu non tập bọn bát tàn ườn là chúc phổ tinh sòng quan đại sứ ngưỡng bùn chúc em tinh phùng và cổ biển sân bà cổ phú lãng ở tầng bằng lồng lên kênh Uva mừng trời camera lò anh nhàn xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và ủng hộ kênh. Rất mong camera lò anh nhàn lại tiếp tục có cơ hội quay phim chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời của quý khách hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với camera lò anh nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.